Làm một bộ nail chưa bao giờ là dễ và nhanh như thế, và mọi người hoàn toàn có thể tự làm được luôn ý mọi người ơi. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với Thảo nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ sơn cho Thảo một lớp kiềm dầu, lớp liên kết và sơn một lớp sơn thạch ở đây rồi mọi người nhé. Màu thạch mà Thảo sử dụng là hôm nay là mình dùng màu thạch số 3 nha. Đây. Lát nữa thì mình sẽ sơn thêm lên nhé. Và quan trọng nhất ngày hôm nay chúng ta sẽ làm chuẩn bị cho Thảo đấy là sticker nha mọi người nhé. Sticker ở đây chúng ta có rất nhiều sticker mọi người ơi. Đặc biệt là chúng ta có những cái sticker được dặm ombre sẵn ra mọi người ạ. Đây. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các sticker khác cơ mọi người ơi. Là những cái sticker theo tầng như thế này này. Nhìn và sticker loang vân đá sẵn này. Đó, rất nhiều sticker để mọi người chuyển dán lên một cái đẹp luôn ý. Nhưng mà hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với mọi người về cách mà chúng ta dán những cái sticker ombre như thế này nhé. Đây Thảo đã bóc ra rồi này. Mọi người sẽ dán này, cái sticker này nó hơi mỏng một chút, mọi người lấy cẩn thận nhé. Mình sẽ gấp đôi miếng sticker lại để chúng ta lấy cho nó chuẩn nhất này. Chúng ta sẽ gắn vào hai ngón, một là ngón giữa, hai là ngón cái mọi người nhé. Tại vì bàn bên kia thì chúng ta đã trang trí là ngón áp út và ngón trỏ rồi này. Đó. Và bên này mình sẽ thay đổi đến một chút nha. Sau đấy mình gấp đôi miếng sticker này, mình muốn lấy cái họa tiết nào mình gấp đôi lại nhé. Hôm nay thì đã không tìm thấy nhíp đâu nên mình đang dùng tạm là cái nhíp nối mi nha mọi người nhé. Bình thường mọi người dùng cái nhíp thẳng nó sẽ dễ gấp hơn. Mình gấp đôi như này thì cái sticker của mình nó sẽ không bị nhăn nhé. Cái sticker này rất là mỏng nên mọi người lấy cẩn thận nhé. Chính vì nó mỏng nên nó cũng sẽ áp vào móng được tốt hơn ý. Rồi. Lấy lên này. Mọi người đặt cẩn thận nha. Đây mình sẽ dán lên phần check về phần đầu móng nhé. Mọi người nhớ là đặt phẳng luôn nhé. Mọi người đặt phẳng nó trên bề mặt móng luôn nha. Và đặc biệt là phần giữa này phải được phẳng nhé. Nếu như mọi người đặt bị nhăn là sẽ phải lột ra để làm lại đấy mọi người ạ. Tại vì cái sticker này nó rất là bắt và rất là chặt luôn. Sau đấy mọi người vẫn dùng cây bút mít sticker nha. Mít từ giữa ra. Ở đây nó có một phần bọt khí mọi người có thể cho vào một chút này. Rồi, xong mình đẩy phần bọt khí ra nhé. Đó, nó sẽ để lại một chút dấu nhưng không sao cả. Đây. Trời ơi, không cần phải dặm gì luôn mọi người ơi. Nhưng mà nó sẽ có cách làm để cho nó ảo hơn đấy mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Bây giờ thì mình sẽ dán thêm vào ngón cái nhé. Ngón cái thì mình sẽ lựa chọn cái sticker to hơn. Đây, ngón cái thì mình sẽ lựa chọn to hơn nha. Có thể dùng cái nơ này hoặc nơ này đều được nhé. Mọi người gấp đôi này. Đây, mình lấy cẩn thận nha. Đó, lấy cẩn thận đừng để bị nhăn nha. Rồi, lột cẩn thận, lột nhẹ nhàng từ từ thôi. Rồi, mình chuẩn bị dán này. Dán thẳng, dán lệch đều được mọi người nhé. Hơi lệch một chút cũng được không sao cả. Rồi, đã xong. Cái phần nếp mình thì nó hơi nhăn một chút thì mọi người có thể miết cho nó kỹ hơn nhé. Tại vì bây giờ lột ra thì nó cái sticker này nó rất là dính đấy mọi người nhé. Rồi, đến đây là thấy xinh rồi đúng không nào? Nhưng mà không phải là chúng ta chỉ làm đến đây thôi mọi người nhé. Còn một, hai bước nữa. Bước tiếp theo là mọi người sẽ sơn phủ lên một lớp sơn thạch. Bởi vì lúc đầu mình mới sơn có một lớp thôi mọi người nhé. Tất cả bàn thì mình sẽ phủ thêm nha. Nhưng ở ngón này thì mình sẽ cũng phủ thêm. Sơn thạch thì mọi người phủ lên thôi nhé. Còn sơn các loại sơn màu khác thì mọi người không có phủ lên như vậy đâu nha. Sơn như thế này nó vừa làm mịn cái sticker nó không bị nổi viền lên. Thứ hai là cái phần loang nó được ảo hơn. Nhưng mọi người nhớ là khi sơn xong thì phải vuốt cho phần giữa này nó được nổi lên nha. Ý là sơn đều màu và không bị đọng ở giữa móng thì nó mới nổi được cái phần ombre của chúng ta. Ombre của cái sticker này nhé. Rồi, xinh chưa? Lúc này nếu như mọi người không có mọi người kỹ hơn ấy, thì mọi người có thể sơn cứng móng sau khi sơn lớp sơn này rồi mình mới sơn tốt nhé. Nhưng với Thảo thì Thảo thấy đây là nó rất là mịn rồi ấy, nên chúng ta không cần phải sơn cứng móng thêm nữa. Vì lúc nãy Thảo đã sơn cứng móng ở dưới chân rồi. Rồi, nhanh chưa mọi người? Chưa bao giờ làm nail là nhanh như thế luôn. Mọi người không thích làm kiểu như thế này có thể là dùng cái sticker dặm để mình dặm nó về nhé.
Thì mình dặm theo kiểu này nhé. Mình sẽ sơn nốt ba ngón còn lại nha. Và đây là kết quả sau khi mà chúng ta sơn tất cả bàn 5 móng lớp thứ hai nhé. Mình sẽ bỏ vào hơ đèn cho thảo 99 giây nha. Và sau khi mà chúng ta đã sơn xong một lớp nữa, mọi người có thể nhìn thấy một lớp sơn thạch tiếp theo, nhờ làm cho cái sticker của chúng ta cảm giác như là mình vừa dặm ombre thật lên đây mọi người ơi, mà chỉ trong một bước dán thôi nhé. Thì sau khi mà sơn xong rồi thì mọi người chỉ cần sơn tốp thôi là xong nhé. Như vậy là chỉ có bổ sung thêm một bước dán sticker vào trong bước làm của chúng ta thôi. Chứ còn mình cũng sơn là lớp hai lớp sơn gel mà đúng không mọi người, thì mình chỉ cần sơn một lớp bên dưới, một lớp phủ lên trên sticker là được rồi. Cái sticker này rất là xinh, nhanh và tiện. Nhưng mọi người lưu ý giúp Thảo là khi làm thì Thảo đã lưu ra cái sticker nó mỏng ấy, nên là mọi người phải lấy và dán cẩn thận nha, tại vì dán cái này nó bắt rất là chặt đấy. Rồi, sau đấy thì mình sẽ sơn cả bàn, sơn tốp lại và mọi người sẽ hơ đèn cho Thảo là 2 lần 99 giây mọi người nhé.